Kính chào quý vị và các bạn. Mở rộng đường Nguyễn Văn Linh quận 7 từ 6 lên 10 làn xe, chỉ còn 1 km nữa, bắt đầu hoàn thiện đường. Sau gần 8 tháng thi công, để thi công khoảng 2 km đường Nguyễn Văn Linh, được thi công nâng cấp từ 6 lên 10 làn xe, mở rộng mỗi bên thêm 13,25m, bề rộng đường 57m, bao gồm hơn 7m làn xe hỗn hợp và 6m vỉa hè. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành được 1 km đầu tiên, đã láng nhựa, lắp bó vía, kẻ vạch đường, cho đoạn tính từ khu chế xuất Tân Thuận đến cuối dự án Eco Green Sài Gòn. Như vậy chỉ còn 1 km nữa sẽ kết thúc việc thi công. Nhà thầu đang cố gắng hoàn thành phần chính láng nhựa lòng đường vào 30 tháng 4 tới. Còn những công việc phụ trợ khác dự kiến kết thúc trong tháng 5. Với sự đầu tư xây dựng của công ty Phú Mỹ Hưng, tuyến đường dài 18 km có tổng vốn đầu tư 100 triệu USD sẽ được nhà đầu tư thu phí hoàn vốn từ năm 1998 và kết thúc đến năm 2028. Việc nâng cấp mở rộng mặt đường sẽ được thi công theo từng làn. Để tránh việc phương tiện không thể lưu thông khi đang thi công, nên không thể dựng rào lô cốt chắn đường lại như các dự án khác. Vì vậy xe cộ vẫn có thể lưu thông bình thường được ở các làn chưa thi công, hoặc làn đang thi công, hoặc các làn đã thi công xong. Và đây là 1 km, từ trước dự án Eco Green Sài Gòn trở về khu chế xuất Tân Thuận, đã cơ bản hoàn thành phần nhựa đường. Nhà thầu đã bắt đầu lắp giải phân cách bên bằng khung thép mạ kẽm, để phân chia làn đường cho xe cơ giới và xe thô sơ cho cùng một chiều giao thông. Còn phân cách giữa đường bằng bê tông, tận dụng làm giải bồn hoa cây xanh, được cố định giữa tim đường để phân chia cho luồng xe cho hai chiều ngược chiều nhau. Lòng đường đã hoàn thành láng nhựa, kẻ vạch giao thông, còn lại chưa thi công hoàn thiện vỉa hè hai bên như hình ảnh. Nửa đường Nguyễn Văn Linh hướng ngược lại chạy về trung tâm quận 7, đoạn trước dự án Eco Green, đã hoàn thành láng nhựa, nhưng chưa được lắp phân cách phụ như nửa đường bên kia. Và nhìn từ trên cao đường Nguyễn Văn Linh, cho đoạn chưa đầy 1 km còn lại chưa thi công trải nhựa, đoạn hướng về nút giao Nguyễn Thị Thập đã cơ bản hình thành khuôn đường rõ nét hơn, dù chưa được lắp bó vía. Nhà thầu đang tập trung thi công phần này, có nhiều top công nhân cùng nhiều máy móc đang triển khai thi công đổ đá, lắp đặt bó vía, lắp đặt hệ thống thoát nước, lưu lẻ nền đá. Càng về phía cuối nút giao Nguyễn Thị Thập, mặt đường bên trong chỉ mới cạo bóc lớp nhựa cũ, đổ một lớp đá, nên xe qua lại rất bụi, vì vậy đang được nhà thầu cho xe bồn tưới nước thường xuyên để giảm bụi bẩn. Còn khu vực đường giáp vỉa hè đã thi công sâu vào bên trong, gần sát dãy nhà phố. Nhìn từ trên cao, điểm cuối của 2 km, ngay tại nút giao với đường Nguyễn Thị Thập, có thể thấy lưu lượng xe tải trọng lớn rất nhiều đi qua. Cơ bản khuôn đường phía 1 km ở hai bên đã dần rõ nét hơn.
Sau khi hoàn thành 2 km, đường Nguyễn Văn Linh sẽ có giải phân cách giữa cố định bằng bê tông, còn có giải phân cách phụ bằng khung thép, cho hướng xe lưu thông một chiều có 5 làn xe. Khung thép tách biệt 3 làn xe bên trong chỉ dành cho xe cơ giới, và 2 làn bên ngoài với bề rộng 7m cho xe hỗn hợp. Đây là điểm khác với phần đường trước đã hoàn thành từ lâu. Cận cảnh bên dưới hướng ngược lại có 5 làn xe, thì 3 làn đường cũ bên trong vẫn chưa thi công gì cả. Nhà thầu đang tập trung thi công đổ đá, lưu lèn nền cho 2 làn mở rộng bên ngoài đìa. 5 làn xe cho nửa đường bên này thi công được nhiều công việc hơn 5 làn hướng ngược lại.